Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy tiêm kích Su-25 của không quân Nga phá hủy các vị trí ngụy trang trên chiến trường của lực lượng vũ trang Ukraine. Video cho thấy Su-25 cất cánh và sau đó phóng tên lửa tấn công vào các vị trí chiến trường kiên cố, được ngụy trang của quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk. Các cuộc tấn công tên lửa được thực hiện theo cặp. Sau khi thực hiện cuộc tấn công, phi công lái Su-25 quay trở lại nơi đồn trú. Su-25 là máy bay tấn công mặt đất chủ yếu được sử dụng cho các chiến dịch hỗ trợ không lực tầm gần, chống du kích và yểm trợ trên không cho các lực lượng mặt đất cả ban ngày và ban đêm. Hiện nay quân đội nga biên chế các phiên bản Su-25 gồm Su-25SM, Su-25SM3 và Su-25UB. Tiêm kích này có khả năng chống chịu hỏa lực từ mặt đất và mang nhiều loại vũ khí từ bom, tên lửa tới pháo cỡ nòng 30 mm. Với tên lửa dẫn đường, Su-25 hiệu quả trong việc tấn công các mục tiêu bọc thép. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga thường sử dụng cường kích Su-25 trong các nhiệm vụ cận chiến. Tiêm kích Nga thường đi theo cặp và có trực thăng quân sự yểm trợ.